Vâng, xin chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay lại kênh bán hàng của mình. Đây, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn, chia sẻ đến các bạn một cái mẫu đèn bi cầu, mà cái dòng bi cầu kính lồi như này, dòng chiếu sáng nhé. Ở đây mình sẽ test thử ánh sáng cho các bạn tham khảo luôn. Đó. Con này thì phù hợp lắp cho tất cả các dòng xe máy ô tô trên thị trường hiện nay. Đó, con này là con led bi cầu T20 nhé. Kèm theo phụ kiện là một cái bộ bát gắn chân gương cũng như là gắn gầm xe máy ô tô. Tản nhiệt trực tiếp lên thân đèn nhé, với thiết kế nguyên khối thép, nguyên khối rất là gần tay luôn. Ánh sáng thì các bạn xem cuối video để mình test ánh sáng nhé. Ở đây đấu lắp thì rất là đơn giản, có ba cái màu dây như thế này thì các bạn chỉ quan tâm màu đen này vào mát nhé, hai màu trắng và màu đỏ này sẽ là cốt pha nhé, rửa cốt và rửa pha. Đó. Cái mẫu này thì bên mình cũng đang phân phối ra thị trường toàn quốc đấy, bạn nào quan tâm thì alo trực tiếp đến số điện thoại đang hiển thị trên màn hình cho bên mình nhé. Đây mình test ánh sáng các bạn tham khảo này. Đặc biệt cái ưu điểm của con này với cái giá thành cực kỳ sinh viên, đó, giá thành nó cực kỳ rẻ mà nó mang lại ánh sáng cực kỳ mạnh luôn, rất phù hợp cho những bạn nào muốn lắp thêm dòng chiếu sáng. Rồi, quay đây này. Đây là chế độ cốt màu vàng nhé. Thì cái cốt vàng pha trắng này thì các bạn có thể đảo nhé. Ví dụ các bạn muốn cho cốt trắng pha vàng thì nó các bạn lật ngược lại là được thôi, rất là dễ. Đấy, đây là chế độ sáng pha màu trắng, cốt màu vàng. Đèn cũng có tính năng là sáng pha giữ cốt, đây, sáng đồng thời một lúc cả pha và cốt nhé. Ánh sáng rất là mạnh trong tầm giá đấy. Thì với cái chế độ sáng vàng này thì nó cho cái ánh sáng pha sương đi sương mù cũng như trời mưa rất là tốt nhé, bám đường cực mạnh. Đặc biệt các bạn phượt thủ mà lắp những cái bóng trợ sáng như thế này thì đi rất là ngon luôn. Đấy, bạn nào mà quan tâm đến cái mẫu đèn này thì alo trực tiếp đến số điện thoại đang hiển thị trên hình cho bên mình nhé. Đây, với cái giá thành thì cực kỳ sinh viên luôn. Đó, bảo ship từ đến nhà chỉ có 220.000 mà có một con đèn trợ sáng cực kỳ ngon, bảo hành thì 12 tháng. Cam kết với các bạn là hàng loại một bên mình luôn nhé. Đó, bạn nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp đến số điện thoại đang hiển thị trên hình cho bên mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé.